Xin chào các bạn đến với kênh bếp cô Minh. Ngày hôm nay cô Minh sẽ nói tất cả về nước cốt dừa. Đối với món bánh Việt thì các bạn sẽ thấy nước cốt dừa là một cái nguyên liệu quan trọng nhất trong bánh. Hy vọng là clip ngày hôm nay các bạn sẽ phân biệt được các loại nước cốt dừa mà các bạn có thể sử dụng trong các món bánh Việt.